môi trường ô nhiễm mực nước biển dâng lên nhân loại cuối cùng sinh tồn nơi không phải lòng đất mà là trên mặt biển Jim.h-i-u-n-g, một người đàn ông nắm giữ sự giàu có của thế giới muốn xây dựng một hòn đảo cứu rỗi được xây dựng bằng các tầng tôi sẽ xây dựng một hòn đảo tầng một nơi không tưởng để người nghèo cũng có thể hạnh phúc khi cả thế giới chìm trong nước biển các bạn sẽ chọn sống sót trong thế giới ngầm tối tăm hay bạn sẽ tận hưởng mặt trời trên mực nước biển đầy nắng Lưu Thiên Thủy, ta có thể sáng tạo thần cũng có thể hủy diệt thần. Đồ Long thiếu niên cuối cùng thành ác long, là vốn là như thế kết cục, hay là hắn đáy lòng thiện triệt để mất đi? Chương 1 Tìm được người kia Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Tri ngộ lộ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 726 tâm lý trưng cầu ý kiến chỗ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 4 Thiên thủy ngàn hỏi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 5 Ta gọi lưu thiên thủy Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 6 Vương Quyền Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 7 Trung niên nam nhân mị lực Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 8 Xe điện trở về Còn đổi pin Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 9. Không có tiền hài tử cũng không dám muốn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10. Gió nổi mây phun. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.